sao sáng soi vài câu viết vội lời tình chân thành, mong người em yêu thấu hiểu lòng anh. Khi non nước còn giặc cù, em chấp nhận lời người đời trai dâng núi sông, bao câu ái truyền của lòng em nén đợi trùng phùng trên vùng quê hương. Cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách nhau, em là tu thì ngày đêm trong chồng xa ngoài chân mây, cầu mong cho người xưa quý lưu danh. Lên cho anh em một cặp loa Highway 2 đường tiếng của Miranger. Những người chơi audio nhất ở Việt Nam thì thường là có một cái quan điểm đó là loa là phải nhiều loa. Đấy, tuy nhiên nhưng mà giới trong anh em chơi chuyên sâu hoặc là những anh em thợ để biết những cặp loa Highway như này là những cặp loa chất. Đấy, thực sự là như vậy. Ví dụ Unio anh em biết là có dòng Scepter 10. Đấy, dòng Highway rất là hay. Và có rất là nhiều dòng hay anh em nhé. Thì cặp Miranger mà hôm nay thì cũng rất hay. Nó hai đường tiếng dáng cây. Thực sự là với một cặp loa hãng xịn Miranger của Canada xịn như này ấy, mà tầm giá loanh quanh khoảng hơn 4 triệu. Cặp này giao lưu anh em 4 triệu 8 nhé. 4 triệu 800 nghìn cho cặp loa cây này. Model của nó là 390i. Đấy, và có một cái sự trùng hợp đó là hôm nay em cũng đang ghép với cả một chiếc âm ly đời nông cũng 390. Thì anh em sẽ rất là nhớ cấu hình này. Bây giờ mình quay chi tiết cặp loa nhé. Thì anh em nhìn trên hình thì những cái này thì đây anh em nhìn này, nó là màu thời gian thôi, chứ một cặp loa bãi thì bảo mà không có màu thời gian thì không được. Đây cái logo của Miranger đây nhá, Miranger. Cặp loa này thì nó sử dụng một bát 18, một tép. Anh em quan điểm như thế bởi vì là bình thường thì sẽ thấy là nó chia ba dải bát trung tép, nhưng ở đây thì mới thấy mỗi bát tép thôi. Thì thực ra là người ta tự tin người ta làm, và cái bát này và cái tép này nó sẽ đảm nhiệm thêm cả dải trung cao và cái dải trung trầm, tức là hai cái này sẽ đảm nhiệm hết, tiếng nó rất là tốt. Đặc trưng của dòng Miranger đó là những cái dòng màn kiểu chất như này, anh em nhìn từ những cái chiếc súp của nó cũng vậy nhá. Và anh em nào mà đã chơi Miranger rồi sẽ biết là Miranger tiếng bát nó rất là hay và tầm giá nó rất là vừa phải mà nó vẫn là hàng xịn. Canada thì chất loa Canada thì anh em đã chơi thì biết rồi, nó không khác gì chất loa của Mỹ cả. Thứ nhất là nó có nền công nghiệp rất là phát triển, thứ hai là sát vách của Mỹ, thứ ba là cái công nghiệp đấy phát triển nó phụ thuộc vào, nó thừa hưởng được do cái thời xưa khi mà Mỹ nó đi trước ấy, thì nó đặt công xưởng, các cái nhà máy sản xuất tại Canada rất là nhiều, tận dụng những cái nhân công thời đấy nó vẫn còn rẻ hơn bên Mỹ. Rồi về nguyên vật liệu, cho nên anh em thấy Bo sản xuất tại Canada nhiều này, JBL sản xuất tại Canada nhiều. Và cứ có công xưởng ở những cái nước đấy thì rõ ràng là cái đất nước đấy nó sẽ đi lên. Việt Nam mình trong tương lai thì cũng không khác gì. Bây giờ rất là nhiều các cái đại bản doanh của những cái tập đoàn lớn người ta đặt, mình mà tận dụng được là mình sẽ làm được như Trung Quốc. Đấy, cặp loa đẹp, gần là gần zin luôn nhé, gần là gần cao su. Đấy, thiết kế nó kiểu như này, có ê căng nhé, lỗ thở đây. Ở dưới này nó cũng có chữ Miranger nổi nhá. Đấy, quay đằng sau cho anh em nhìn. Em lại đánh nhỏ xíu xinh xinh, cũng gọi là chơi BY đồng vàng nhá. Đây anh em nhìn tem lấy nét, cái này nó lâu lắm rồi nó mờ. Miranger 390 IS, made in Canada.
Cặp loa có chiều cao khoảng chắc khoảng loanh quanh khoảng trên dưới 80 cm, rất là hài hòa với cái tầm tiền khoảng 4,8 triệu mà được một cặp loa hàng xịn của Canada. Anh em chơi những cái phòng khoảng tầm trên dưới 20 m một chút xíu đấy, ví dụ những cái căn chung cư hoặc những cái phòng khách nhỏ, chơi đôi này là hợp lý đấy. Đây thì nhân tiện thì ghép đờn ông thì thực ra là nó cũng giống như Mỹ thôi, đánh đờn ông với những cái dòng Canada thì tiếng nó rất là tốt đấy. Còn ngoài ra thì anh em hoàn toàn có thể kết hợp với những cái cặp và những cái chiếc âm ly nó vừa tầm thôi, ví dụ như đơn giản những cái chiếc Chio với bác, chiếc Chio này thực ra lúc đầu là định ghép với Chio này đấy, nhưng mà muốn ghép với cái kia cho anh em ấn tượng, chứ thực ra chiếc Chio này tầm tiền khoảng hơn 3 triệu rồi. Ví dụ anh em lấy cả cái đấy 4,8 triệu thì cái này tính bác là 3,2 triệu thôi, thực ra 8 triệu cả bộ là tiếng rất là tốt đấy, anh em nhìn này. Anh em quan tâm thì liên hệ với shop nha, số Zalo luôn đấy. Cảm ơn các bác.